Sau 3 ngày xét xử thì chiều ngày hôm qua, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế IDT về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển sang phần tranh luận. Bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo Hải là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản lớn của 574 người với tổng số tiền còn chiếm đoạt là hơn 558 tỷ đồng. Bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội nhiều lần với giá trị tài sản chiếm đoạt mỗi lần từ 500 triệu đồng trở lên. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục đề nghị tuyên án bị cáo Phạm Thanh Hải mức án tù chung thân. Theo cáo trạng, bị cáo Hải lập website tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu. Hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tài đầu tư kinh doanh, giới thiệu công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô như là Macca, có siêu dự án. Để thu hút nhiều người góp vốn thì Hải đưa ra mức lãi suất từ 40 đến 50% một năm, trả lãi ngay khi nộp tiền. Thực tế, Hải lấy tiền của người sau trả cho người trước và mất khả năng thanh toán số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.